Từ xưa đến nay, Long đã được người kính sợ. Họ chỉ dám sống ở một nơi cách xa chúng ta. Nhưng chúng ta không phải thần minh duy nhất được nhân loại kính sợ. Trong thiên địa còn có thiên chúng A-Tu-La, Dạ-Xoa, Thiên Tháp La, Già Lâu La, Thần Na La, Ba Hầu La Già. Những thần minh này để được gọi là Long Thần Bát Mộ. Giữa Long Thần Bát Mộ thường xuyên có chiến tranh, không hề ngừng nghỉ, để chiếm đất, cũng để có được vinh quang và tôn nghiêm. Ngoài thần minh ra, trên thế gian còn có rất nhiều loại yêu vật, hoặc gọi là ma. Trong nhân loại cũng có những dị loại vô cùng mạnh. Ví dụ như dẫn đầu một đội yêu quái đến Tây Thiên lấy kinh là Đường Tam Tạng. Đường Tam Tạng sau khi rời khỏi dã ngư bảo, đám tiểu yêu này liền không ngừng tăng lên. Ngao Tuyết càng ngày càng gần chạm tiếp theo rồi, mọi người một hơi xông ra ngoài. Dạ cuối cùng cũng đến rồi. Phía trước chính là đại địa nứt vỡ. Bên dưới đáy thật yên tĩnh, cảm giác kỳ lạ kiểu gì. Cẩn thận, phía dưới vực sâu không có điểm tận cùng đâu. Một khi rơi xuống, vĩnh viễn không thể quay lại. Bạch Long lão chư ta không có thích nơi này đâu. Chuyện lần trước trải qua đã đủ lắm rồi. Nếu có đại sư huynh ở đây thì tốt rồi. Ngộ Không có mệnh số của riêng mình, nhưng cứ luôn cảm thấy chúng ta sẽ còn gặp lại. Sao ta lại có một dự cảm không lành? Tôn Ngộ Không, đại yêu bị ta giết chết, không thể nào sống lại được. Cho dù hắn thật sự có bản lĩnh này, ta cũng không ngại giết hắn thêm lần nữa. Như Lai cảm giác như đã từng quen biết này, trừ phi Huyền Thiên Bảo Luân. Ba trăm dặm về phía nam có đại yêu dáng thế. Nơi đó là Hoa Quả Sơn. Không biết Hoa Quả Sơn có còn như ngày trước nữa hay không. Hoa Quả Sơn, đánh đến chết đi cho ta. Ta thật sự không muốn trở thành ám hồn. Mệnh lệnh của đại vương cũng dám làm trái. Ngươi muốn tạo phản sao? Ở Hoa Quả Sơn, bạch nhân ta chính là quy tắc. Dám chống lại ta, các người biết hậu quả rồi đấy. Cầu xin ngài tha cho bọn ta. Còn dám cãi, Bạch Nghiễm, Hầu Vương, đưa lên đây. Sự khoái lạc của sa đọa, không thử một chút sao mà biết được. Ăn nó đi, trở thành ám hồn, các người mới cảm thụ được niềm vui chân chính. Không được, Tôn Ngộ Không Đại Vương từng nói, không được tùy tiện làm người khác bị thương. Đống quy tắc của Tôn Ngộ Không đã lỗi thời rồi. Giờ Bạch Nghiễm ta mới là vương của Hoa Quả Sơn. Không muốn chết thì bắt buộc phải nghe theo ta. Hoa Quả Sơn vĩnh viễn chỉ có một đại vương, chính là Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không đã chết từ lâu rồi. Ta từng nói, hậu quả của việc chống lại ta chính là chết. Ngộ Không, đại vương. Đại vương. Có gì để mà sợ? Đó là gì thế? Thứ gì vậy? Chuyện gì thế này? Đây là gì vậy? Đừng hoảng loạn. Ngươi, qua đó xem thử đi. Ta sao? Không phải ngươi thì là ta à? Không có gì cả, chỉ là đá bình thường. Thì ra là một tảng đá. Thứ gì vậy? Chuyện gì thế này? Đây là gì? Đại vương. Ổn chết đi được, vốn dĩ đang ngủ ngon. Đợi chút đã, sao ta lại ở đây? Ta đã ngủ bao lâu nhỉ? Đại vương. Là một con khỉ. Ta lại là ai đây? Chỉ nhớ, hình như cứ chạy trên cầu mãi. Tên này chính là ta sao? Đây đều là ký ức của ta sao? 300 năm trước, Như Lai, Tố Y, Lửa Vĩnh Hằng còn bị tên ba mắt kia chém đầu, hồn phách bị nhốt ở đáy biển. Sau đó gặp được sư phụ, còn có người dẫn đường ở âm giới, cứ chạy mãi theo ánh lửa. Ta đã vượt qua giới hạn sinh tử, nhân lúc chúng ta chưa tan biến. Ta là Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không. Đây là cái quái gì thế này? Sao cơ thể lại nhỏ đi nhiều thế? Đại vương, phải làm sao đây? Mặc kệ hắn là ai, hãy giết hắn cho ta. Giết chết ngươi? Là sao? Chẳng lẽ ta phải trưởng thành lại từ đầu sao? Cơ thể kim cang bất hoại, vừa đúng lúc, dùng các ngươi để thư giãn gân cốt chút. Ngươi thật sự là Tôn Ngộ Không sao? Vậy thì có sao chứ? Bạch Nghiễm ta đã không còn là con khỉ nhỏ năm xưa nữa. Lợi hại quá đi mất, Bạch Nghiễm mạnh như vậy mà cũng không phải là đối thủ. Tôn Ngộ Không, ngươi có thể đã không còn nhớ ta là ai. Năm xưa ta chỉ là một con khỉ nhỏ ở cạnh ngươi. Ta sùng bái ngươi giống hệt những con khỉ khác. Nhưng, từ khi ngươi đến thiên giới thì chưa từng quay về. Để mặc bọn ta tự sinh tự diệt. Nhiều năm như thế rồi, ta đã dùng thực lực chứng minh. Ta đủ để thế chỗ ngươi, trở thành vua của Hoa Quả Sơn. Bây giờ ngươi quay về muốn chiếm lấy mọi thứ của ta sao? Tôn Ngộ Không, ta sẽ quyết chiến với ngươi. Đợi chút đã. Lợi hại quá, đừng nhìn nữa. Bạch Nghiễm, ta còn nhớ ngươi. Hoa Quả Sơn trước giờ không có kẻ địch bên ngoài, sống cuộc sống vô tư lự. Dù ta không ở đây, các ngươi cũng có thể sống thật tốt. Nhưng người lại tự sa đọa thành ám hồn. Tôn Ngộ Không, ngươi có tư cách gì chỉ trích ta chứ? Đúng vậy, ta đã đi nhầm đường. Nhưng có thể trách ai được chứ? Là ngươi đã bỏ lại bọn ta. Ta không cam tâm. Ta muốn trở nên mạnh mẽ như ngươi. Trở thành ám hồn là đường tắt duy nhất. Ta bắt đầu ăn người, càng ăn càng nhiều, nhưng tất cả mọi việc ta làm cũng chỉ là muốn thế chỗ ngươi. Ngươi nhầm rồi, là dục vọng của ngươi đã khiến ngươi bước vào con đường ám hồn mà không thể quay lại nữa. Ám hồn vốn dĩ không nên tồn tại. Ngộ Không Đại Vương, cuối cùng cũng quay về rồi. Ổn chết đi được. Cút đi, đừng đến làm phiền ta. Nhiều năm như thế, ta chưa từng quay lại. Không ngờ Hoa Quả Sơn lại trở thành thế này. Đúng là khiến người khác bất ngờ thật. Chuyện như thế, ta cũng mới gặp lần đầu. Tuy hình dáng thay đổi, nhưng bản chất hồn phách lại y hệt nhau. Tôn Ngộ Không, lâu quá chưa gặp, còn nhớ ta không? Như Lai, 16 năm rồi, cuối cùng cũng xuất hiện rồi. Ta biết chuyện xảy ra ở thiên giới vào 16 năm trước, người nhất định rất thắc mắc, muốn biết sự thật. Đừng nóng lòng đã, ta sẽ tìm cơ hội nói kỹ với ngươi sau. Đến tìm ta vào lúc này, chắc chắn không có chuyện tốt lành gì. Chuyện quan trọng trước mắt, ta hy vọng ngươi có thể tạm thời bỏ qua chuyện riêng, giúp ta hoàn thành một chuyện quan trọng hơn. Giải quyết xong chuyện này, khó khăn mà nhóm Đường Tam Tạng gặp trên đường đi cũng sẽ giảm đi nhiều. Nói đi, để ta suy nghĩ thử xem. Cùng ta đến nước A-Tu-La một chuyến. Phía trước chính là A-Tu-La quốc. Rốt cuộc ngài muốn ta giúp ngài cái gì? 300 năm trước, Thiên quân đại chiến A-Tu-La, Đế Thích Thiên tướng mang một thanh kiếm tượng trưng cho chính nghĩa, vứt lại ở Phế Đô. Nếu chúng ta có thể tìm được thanh kiếm đó, có lẽ có thể thăm dò chân tướng thiên giới chuyển tối. Lại có liên quan đến thiên giới. Đế Thích bất chấp mọi giá đoạt đi Vĩnh Hằng chi hỏa. Nếu có thể giải quyết vấn đề của thiên giới, đến lúc đó, con đường ngươi giúp Đường Tam Tạng đi trả kinh cũng sẽ thuận lợi hơn nhiều. Nói trước, quá nhàm chán ta không làm. Sau khi vào Phế Đô, ta sẽ nghĩ cách thu hút tất cả đấu sĩ A-Tu-La, cùng với sự chú ý của A-Tu-La Vương. Ngươi nhân cơ hội này, đến di tích chiến trường trộm trường kiếm ra. Sau khi xong việc, cái này sẽ cho ngươi biết hành động tiếp theo. Ngài không đi cùng sao? Chuyến đi này, có lẽ ta và ngươi chỉ có thể đi một người. A-Tu-La hiệu xưng thần chiến đấu, họ cực kỳ dũng mãnh, tôn thờ võ lực tối cao. Cho nên, đây là nơi mà thần cũng không dám tùy tiện xông vào. Trừ đối với bên ngoài ra, đối với nội bộ họ cũng tàn khốc như thế. Tuổi còn nhỏ đã phải trải qua thí luyện mức độ cao. Ngay cả A-Tu-La Vương bây giờ, La Hầu cũng không ngoại lệ. Thịt kìa, cái này của ta, là của ta. Ta muốn miếng to. Còn rảnh ta giết chết ngươi bây giờ. Này, khóc cái gì? Sắp phải giết chết các ngươi rồi. Ta cảm thấy rất khó chịu. Dựa vào ngươi, lúc van xin tha, đừng sợ đến tay ra quần. Ta cũng không muốn giết các ngươi. Nhưng ta không có lựa chọn. Tên quái vật, đi chết đi. Quá đáng sợ. Muốn làm gì thế? Thí luyện kết thúc. Kẻ sinh tồn đã phá kén mà ra trong cuộc thí luyện này. Ngươi sẽ có được danh hiệu mà chỉ có huyết thống A-Tu-La kiên nghị nhất mới có thể nhận. A-Tu-La đấu sĩ. Ta là nghị sự trưởng Tân La Giả. Ngươi tên là gì? La Hầu, chúc mừng ngươi. Đấu sĩ do nghị sự thính bọn ta chọn ra, có thể lựa chọn gia nhập vào quân đội của 3 vị A-Tu-La Vương, dùng máu tươi để giành lấy vinh dự và cấp bậc cao hơn. Nếu đã thông qua thí luyện, ta sẽ có quyền tự do lựa chọn. Ta muốn quy ẩn. Hắn đang nói gì? Quy ẩn, đúng là sỉ nhục. Tự nguyện sa ngã, không xứng trở thành đấu sĩ. Tam vương tấn công nhau. Nội đấu khiến Tu-La tộc không ngừng tổn thất. Tiếp tục như thế, sẽ khiến tộc ta diệt vong. Gia nhập vào quân đội của họ, không có ý nghĩa. Mãnh hổ mới sinh. Chờ ngươi nghĩ kỹ, nhất định sẽ còn quay lại. La Hầu năm đó chính là vua của Phế Đô bây giờ. Nghe ra cũng là một đối thủ thú vị. Không bằng chúng ta trực tiếp khiêu chiến hắn, đòi lại thứ kia. Thực lực của A-Tu-La Vương sâu không thể lường. Huống hồ 16 năm trước, ta vì bảo vệ Vĩnh Hằng Chi Hỏa, vết thương vẫn chưa hồi phục hoàn toàn, cộng thêm xuất quan trước hạn, khiến thần hồn tổn thương nghiêm trọng. Không đến lúc bất đắc dĩ, đừng đối đầu trực diện với hắn. Trận chiến xưng vương năm đó của hắn, ngay cả thiên giới cũng chấn động. Giết hắn. Đánh hay lắm, đẹp lắm. Theo luật của tộc ta, võ lực quyết định chính nghĩa. Người khiếu nại ốc xa thắng. Tất cả tài sản của kẻ thua sẽ thuộc về hắn. Nếu không có người khiếu nại tiếp theo, nghị sự hôm nay kết thúc. A-Tu-La tộc quả nhiên đời này không bằng đời trước. Nói gì thế? Đấu sĩ La Hầu hạng 20. Nội dung khiếu nại của ta là khiêu chiến tất cả đấu sĩ dưới trướng Tam Vương, trở thành vị A-Tu-La Vương thứ tư. Vội vàng tìm chết vậy sao? Một tên nhóc chỉ mang theo cái đầu lâu đến, chắc chắn chẳng có gì để xem. Ta nhớ ngươi. Mãnh hổ mới sinh, giết chết hắn. Mấy năm không gặp, ngươi vẫn quay lại rồi. Chưa từng có ai đề xuất khiếu nại như thế này. Xử hắn đi. Lý do của ngươi là gì? Thay đổi chế độ của A-Tu-La tộc. Quá ngông cuồng. Tiểu tử, ngươi phải trả giá cho sự ngây thơ của mình. Ta ghét tàn sát lẫn nhau, lại không thể không làm thế. Liên tục chiến đấu 10 ngày 10 đêm, thời gian lâu như vậy, không ngủ nghỉ, không ăn uống, lực chiến lại mạnh thế này, quá đáng sợ rồi, không còn ai khiêu chiến nữa. Người khiếu nại La Hầu, khiếu nại của ngươi được phán là hữu hiệu. Tân vương của tộc ta, ai muốn đi theo thì tiến lên. Bái kiến Tân Vương. Tân Vương, từ sau trận chiến đó, La Hầu cùng Tam Vương khác cai quản A-Tu-La quốc. Tân Vương, 300 năm trước ta có gặp hắn một lần. Đây là một nguyên nhân khác để ta đến Phế Đô. Ta muốn gặp lão bằng hữu này. Nhưng đi lâu như vậy rồi, vẫn không có ai chào hỏi chúng ta. Lẽ nào A-Tu-La không có cả thủ vệ sao? Đúng là không có. Cũng không cần, họ dùng cấp bậc đấu sĩ để phân chia chức vị. Đấu sĩ hạng 1 là lính canh, phụ trách xử lý các vụ phân tranh trong thành. Nhìn đi, có một người đến rồi. Không nhìn nhầm chứ, một thần một yêu. Phế Đô không phải nơi các ngươi muốn đến là đến. Làm phiền thông báo một tiếng, Như Lai và Tôn Ngộ Không đến thăm cùng Vương La Hầu, muốn gặp vua của bọn ta. Đúng vậy, tất nhiên không thành vấn đề. Ta là đấu sĩ hạng 1 Quỷ Sát, chi bằng để ta mang đầu của các ngươi đi gặp ngài ấy. Mới đó mà đã phải đánh nhau, thú vị đấy. Dùng ngươi để thả lỏng gân cốt. Khí diễm trên người tên này sao càng dẫm càng hăng vậy? Con khỉ chết tiệt, muốn chết đến thế à? Ta giết ngươi trước. Hung dữ thế, không hổ là đấu sĩ hạng 1, ngươi không thoát đâu. Đánh hắn. Đó là một con hầu yêu, còn có thiên thần. Con hầu yêu kia khá lợi hại, cho dù thêm 10 con nữa cũng không phải đối thủ của Quỷ Sát đại sứ. Vậy mà lại có thiên thần xông vào Phế Đô. Đầu lâu của thiên thần rất hiếm đấy. Ta lấy chắc rồi. Chiến đấu ở đây rất vô nghĩa. Các vị chờ đã, ta phải đến nghị hội khiếu nại. Nghe thấy chưa? Hắn lại biết nghị hội của chúng ta. Không đánh nữa sao? Xem ra Như Lai muốn làm to chuyện hơn đấy. Không được, ngươi không phải tộc A-Tu-La, không có tư cách đến nghị hội khiếu nại. Theo như ta biết, bất cứ ai cũng có thể xin khiếu nại với nghị hội, 1 chọi 1, giải quyết phân tranh trước mặt mọi người. Quy tắc của A-Tu-La, ngươi là kẻ canh giữ, không có lý do gì không biết. Thiên thần quả nhiên xảo trá. Ngươi đừng hòng lợi dụng luật pháp của bọn ta để qua mặt như thế. Hắn đang nói sự thật. Đây là luật pháp chúng ta lấy làm hãnh diện. A-Tu-La là chiến thần bất bại, tuyệt đối không sợ khiêu chiến. Hắn đã đề xuất khiếu nại, nếu ngươi không phục, cứ giết chết hắn trong nghị hội là được. Như Lai là thiên thần, kẻ thù đời đời của tộc ta. Nói luật pháp với hắn là gây thêm phiền phức. Cuồng vương không ở đây, do ta tạm thời thay thế, mà ta đã quyết định. Ngươi muốn khiêu chiến ta sao? Đấu sĩ nhất quỷ sát. Không, ta không có ý này. Vậy thì đã nhục chí rồi sao? Như Lai, 300 năm trước từng gặp ngươi một lần. Tuy ngươi khác với những thiên thần khác, nhưng ngươi không được quên mất, chúng ta luôn là kẻ địch với nhau. Ngươi chắc biết A-Tu-La quốc không phải nơi ngươi có thể tùy tiện đến. Ta có chuyện quan trọng, cần phải gặp Cuồng Vương. Nếu như ngươi đã đưa ra yêu cầu, thì mọi việc cứ làm theo quy định. Hãy thông báo cho các đấu sĩ ngay, mở cuộc họp. Tên kia là thiên thần sao? Để hắn sống sót xuất hiện trong cuộc họp là sao vậy chứ? Lời yêu cầu của hắn chẳng khác gì khiêu chiến toàn bộ đấu sĩ, không sống lâu được đâu. Quả nhiên giống như dự đoán của Như Lai, đấu sĩ A-Tu-La của cả Hoàng Đô đều đã đến. Hội nghị hôm nay do ta, Hổ Cơ Nghị Sự trưởng chủ trì. Người đưa ra yêu cầu là Như Lai của thiên giới. Nội dung yêu cầu là gặp Cuồng Vương. Với yêu cầu đặc biệt này, tất cả đấu sĩ A-Tu-La đều có thể đưa ra ý kiến. Quá huy anh hoang đấy. Hắn không có tư cách. Đúng vậy, người của thiên giới đến để khiêu khích. Đây là địa bàn của chúng ta. Để nhanh chóng gặp được La Hầu, ta muốn đấu với đấu sĩ mạnh nhất của A-Tu-La. Lại có chuyện thế sao? Ta sẽ là người đầu tiên xuất chiến. Cút ra, niềm vinh dự này thuộc về ta. Người mà ngươi đối đầu chính là ta. Giết chết thiên thần cấp cao sẽ đem đến cho ta sự vinh quang lớn lao. Là đấu sĩ hạng 3 Bạch Cẩu, mỗi lần đều sẽ giết chết đối phương ngay. Đến đây đi, hãy gieo hò vì ta, lớn tiếng chút. Chỉ cần thắng trận chiến này, sẽ trở thành đấu sĩ hạng 1 ngay. Chiến đấu vì cấp bậc, tên như thế mà dám khiêu chiến Như Lai, để mọi người tận mắt chứng kiến thực lực của ta. Hãy cùng chứng kiến sự vinh quang của ta đi. Ta sẽ giết chết thiên thần này. Gieo hò nào. Chuyện gì thế này? Sao có thể? Đã nương tay rồi. Người tiếp theo, nghị sự trưởng. Ta vẫn chưa nghe thấy có người bảo đầu hàng. Sau khi chịu đòn đánh như thế mà có thể đứng dậy chiến đấu ngay, đúng là lợi hại. Như Lai thiên giới, ngươi khinh thường ta quá rồi đấy. Cuộc chiến chỉ mới bắt đầu thôi. A-Tu-La đấu sĩ hạng 3 đã có sức chiến đấu như thế. Đấu sĩ Bạch Cẩu lợi hại quá đi mất. Chết tiệt, lại là loại quyền pháp không có sức này. Ta gọi nó là quyền pháp chuẩn xác, nhắm vào điểm yếu để xuất quyền, hữu hiệu hơn cách đánh loạn xạ của ngươi. Để ngươi xem thử sức mạnh thật sự của ta. Đấu hồn. Trạng thái cao nhất khi chiến đấu của A-Tu-La, tuy không thể giữ được lâu, nhưng sức chiến đấu cực kỳ cao. Bây giờ ta sẽ nghiền nát ngươi ngay. Đánh hay lắm. Đấu sĩ A-Tu-La hạng 3 đã có sức chiến đấu như thế, xem ra ta phải nhanh chóng hành động thôi. Hãy báo cho cùng vương biết, Như Lai và Tôn Ngộ Không đã đến. Như Lai, ta thắng chắc rồi. Hãy trở thành đá đệm chân của ta đi. Thắng trận này đáng tự hào hơn việc trở thành đấu sĩ hạng 1. Bạch Cẩu đại sứ là đấu sĩ người mới, có tiền đồ nhất trong số các A-Tu-La đời này. Tên Như Lai này lại có thể đánh với hắn đến mức này. Rốt cuộc, Bạch Cẩu quả thật là đấu sĩ hàng đầu. Nhưng người có biết, năm xưa Như Lai được gọi là người đứng đầu thiên giới không? Đứng đầu thiên giới. Năm xưa hắn vẫn chưa khiêm tốn nhã nhặn như bây giờ. Đến bây giờ ta vẫn nhớ tất sát độ quyền của lúc đấy. Đấu sĩ A-Tu-La đời này, ít ai từng chứng kiến sự lợi hại của hắn. Nếu như hắn ra tay bình thường, Bạch Cẩu không phải đối thủ của hắn. Nhìn thấy rồi, khi ép ngươi tấn công đến cực hạn, cũng sẽ là lúc điểm yếu bị lộ ra. Chỉ có một cánh tay, cũng đủ để giết chết ngươi. Ý chí chiến đấu của ngươi rất tốt, nhưng thắng bại đã rõ. Thừa nhận bản thân thất bại không hề nhục nhã. Giải quyết xong một người, ta phải nhanh lên mới được. Cứ thế mà thua ư? Lúc nãy còn chiếm thế thượng phong, lúc nãy còn có ưu thế, không ngờ ra tay chậm một chút thì đã bị chặn đòn ngay. Tên Như Lai này đúng là bí ẩn khó đoán. Hãy kéo hắn đi đi, cuộc họp sẽ không ngừng lại. Như Lai thiên giới, để ta làm đối thủ của ngươi. Là Quỷ Đầu Đao, không ngờ còn có thể gặp được người quen. Lần chiến đấu vào 300 năm trước chưa phân thắng bại. Để ngươi may mắn trốn thoát. Ta, Quỷ Đầu Đao, đấu sĩ A-Tu-La hạng 1, hôm nay sẽ đến kết liễu ngươi. Vậy ta cũng nghiêm túc một chút. Quỷ Đầu Đao đã chém giết vô số thiên quân trong trận Phế Đô năm xưa. Giết hắn đi. Tên này huy anh hoang quá đi mất. Nhìn kìa, đó là cha ta. Như Lai, chỉ cần có người tiếp tục xuất chiến, cuộc họp sẽ không kết thúc. Như Lai, thủ cấp của ngươi thuộc về ta. Thần hồn chưa hồi phục, mà lại tiêu tôn nhiều như thế. bọn ta đã giết chết đại giác sư. Dù là thử thách gì bọn ta cũng có thể vượt qua được. La Hầu, chuyện gì? Như Lai, ngươi muốn gặp ta? Không cần phải vất vả như thế. Tây Hành Kỳ phần 4 tập 3 thuyết minh tiếng Việt. Chúc các bạn xem phim vui vẻ. Thành công lẻn vào. Như Lai, tuy rằng ta tin tưởng thực lực của ngươi, nhưng để ngươi không vất vả như vậy ta vẫn nên trộm kiếm sớm chút thì hơn. Nơi này chính là di tích đại chiến 300 năm trước. Cái tên Như Lai này cũng chẳng nói rõ gì cả. Nơi này có nhiều binh khí như vậy, rốt cuộc cái nào mới đúng đây? Mặc kệ vậy, lấy hết đi. Chính là nó rồi. Ta đoán quả nhiên không sai. Như Lai cùng ngươi đến đây, mục đích nhất định không có đơn giản như vậy. Tôn Ngộ Không, hỏng rồi, bị nhìn thấu rồi. 300 năm trước khi ta chém giết chúng thần ở Phế Đô, đại yêu đại náo thiên giới, không ngờ sẽ gặp được ở đây. Ngươi chính là A-Tu-La Vương sao? Lần này thì vui rồi. Ngươi và Như Lai cũng không phải loại tầm thường vậy, mà lại làm ra trò trộm gà bắt chó. Này sao có thể gọi là trộm chứ? Thanh kiếm này vốn không phải của ngươi, ở đây hít bụi 300 năm rồi, ta thấy ngươi cũng chẳng dùng tới nên lấy ra cho ta chơi tí đi. Nó quả thực vô dụng với ta, nhưng thứ ở đây đều thuộc về ta. Năm đó Phế Đô đại chiến thiên giới và A-Tu-La tộc ta đều thương vong thảm trọng. Cuối cùng Đế Thích Thiên vứt trường kiếm lại nơi hoang vu mà chạy. Đây là chiến lợi phẩm dùng máu tươi để thắng được, là tượng trưng của vinh dự. Muốn mang chiến lợi phẩm trong tay A-Tu-La tộc đi, chỉ có một cách: chiến đấu. Đồ nhỏ nhen, giờ chạy còn kịp đấy. Này, nói cái gì thế? Tôn Ngộ Không ta lúc nào từng sợ qua ai. Ta thắng ngươi trước rồi lấy kiếm cũng không muộn. Không, ngươi không thể nào đánh bại được ta. Ta nên cho ngươi một cơ hội công bằng, chỉ cần ngươi có thể cướp được trên người ta một cái đầu lâu trước khi chết, trường kiếm sẽ cho ngươi. Đơn giản vậy sao? Ngươi đừng có nuốt lời đấy. A-Tu-La tộc chưa từng nuốt lời. Được vậy thì đa tạ. Những tên nói bản thân không thể nào thất bại lúc trước Tôn Ngộ Không ta cũng thấy qua không ít, chẳng qua là ở trước mặt ta cuối cùng đều phải ngoan ngoãn xin tha. Bắt đầu đi. Không đánh chúng. Tôn Ngộ Không ta chính là kiểu được đánh nhau là hưng phấn xem chiêu. A-Tu-La Vương, nếu ngươi có bản lĩnh gì, ta thấy ngươi vẫn nên mau dùng đi. Nếu không ngươi sẽ không còn cơ hội đâu. Ta đánh vỡ đầu của ngươi. Đau quá đi. Sắp chết rồi, sắp chết rồi. Một biến hai. Mau đến đánh ta đi. Ta ở đây này, bên này. Thật ngại quá. Có phải ta ra tay nặng quá rồi không? Nếu như không đứng dậy được thì đừng miễn cưỡng cái đó. Ta lấy trường kiếm là đi. Lần sau lại hẹn ngươi ăn cơm. Phim được thuyết minh bởi website hh3d hay.com. Rất tốt. Tôn Ngộ Không, ngươi chứng minh thực lực bản thân trước mặt ta. Không hổ là đại yêu hiếm thế trong lời đồn. Có tư cách được ta tự tay chém giết. Đấu hồn của ta đã 300 năm chưa thật sự đốt lên rồi. Áp lực vô hình ta giải phóng ra có thể phong tỏa pháp thuật phân thân của ngươi. Tôn Ngộ Không, ta từng sợ ngươi bao giờ? Đại viên hồn. Săn bắn là chuyện ta giỏi nhất. Giết. Hắn có việc thú vị hơn phải làm không? Vương luôn muốn gì được nấy như vậy. Không sao, hội nghị tiếp tục. Không được, phải tốc chiến tốc thắng thôi. Như Lai, ngươi yếu đi rồi. 300 năm trước một chiều này ngươi có thể đón được luôn. Vậy sao? Nhưng đối phó với ngươi vẫn dư sức. Thắng bại của 300 năm trước cuối cùng hôm nay đã có kết quả. Sao lại thế này? Vậy mà lại thua rồi, sao có thể? Chuyện này sao có thể? Đây là cái gì? Lợi hại quá. Không thể nào. Sao ta có thể thua được? Cha phấn chấn lên. Người là bất khả chiến bại, tiếp tục chiến đấu. Chiến đấu đi. Đúng thế. Ta không thể ngã xuống ở đây. Là người cha, chuyện duy nhất có thể làm cho con trai chính là tiếp tục chiến đấu. Để đấu hồn rực cháy tới cuối cùng. Người đã hết cơ hội rồi. Chuyện gì vậy? Quỷ sát. Cha. Hắn bị giết rồi. Đừng kêu nữa, trên chiến trường chỉ quan tâm thực lực. A-Tu-La là chiến thần bất bại. Đấu sĩ võ lực thấp đều phải bị đào thải. Quỷ đầu đao dựa vào chút thành tích tích lũy nhiều năm lên được đấu sĩ hạng 1. Nhưng thực lực không có xứng. Để duy trì danh tiếng của tộc A-Tu-La, ta phải tự tay giết Như Lai. Nói đúng, nói tới thực lực, Quỷ đầu đao đại sứ không xứng là đấu sĩ hạng 1. Sao hôm nay, con trai hắn chính là con trai ta? Quả sát ta tuyệt đối không cho phép bất kỳ ai dẫm đạp lên vinh quang khiến chúng ta tự hào. Nói đúng lắm, quỷ sát đại sứ, cố lên. Quỷ sát đại sứ. Nghị sự trưởng. Ta giết Như Lai theo lý nhận được giải thưởng. Ta muốn sinh con trai với cô. Thế này rất công bằng phải không? Tên hỗn xược. Xin lỗi, chen ngang một chút. Ta không nhịn được phải nói mấy câu cho hồ cơ nghị sự trưởng. Đến chuyện sinh con nuôi con mà tộc A-Tu-La cũng bày lên lôi đài, dùng võ để giải quyết. Có phải có hơi không văn minh quá rồi không? Ngươi hiểu cái gì? Không cần ngươi quản chuyện bao đồng. ta tán thưởng dũng khí và đấu trí của các ngươi. Nhưng quá coi trọng thắng bại và chiến đấu sẽ chỉ khiến các ngươi đi tới diệt vong. Trừ phi các ngươi có thể hiểu được bao dung kẻ yếu, học được tôn trọng bình đẳng, mới thật sự lớn mạnh được. Rốt cuộc hắn đang nói gì thế? Lời của thiên thần chúng ta không thể tin được. Vậy mà lại muốn chúng ta bao dung kẻ yếu, chuyện này sao có thể? Lại thuyết giáo, rồi bao dung kẻ yếu. Đủ rồi, A-Tu-La và thiên thần vốn là kẻ thù cũ. Ngươi nói nhiều hơn nữa, kết cục đều là chết. Đương nhiên ta sẽ ứng chiến, nhưng để không khiến Hổ Cơ nghị sự trưởng buồn phiền quỷ sát, ta sẽ đánh bại ngươi. Đấu hồn rực cháy. Phim được thuyết minh bởi website hh3d hay.com. Trải qua 2 trận chiến đấu thiên giới Như Lai, thực lực của ngươi ta đã hiểu rõ như lòng bàn tay. Vừa bắt đầu đã mở hết đấu hồn quỷ sát đại sứ rất tự tin nhỉ. Vội vàng tấn công ngược lại bất lợi cho ta. 2 trận đấu, ngươi dùng đều là thuật phản kích, phòng thủ quan sát trước, sau đó lại một quyền xoay chuyển thế thắng bại. Quỷ sát lại hiểu ta như vậy, đúng là khiến người ta bội phục. Cùng một chiêu với ta là vô dụng. Thị huyết, tốc chạm. Lưới đao của quỷ sát đại sứ lại bị phá ngược lại rồi. Cách của ta chính là dốc toàn lực đánh một chiêu vào điểm yếu của đối thủ. Mà điểm yếu, thứ này chắc chắn sẽ có. Người nắm thời cơ quả nhiên chuẩn xác. Vừa hay có thể rơi vào bẫy của ta. Hay, đánh hay lắm, giỏi lắm. Đánh hay lắm. Quỷ sát nhìn có vẻ thô lỗ thẳng thắn, thật ra tâm tư tỉ mỉ. Bị dao găm này của ta đâm thương, máu sẽ chảy mãi không ngừng. Tiếp tục tiêu hao thần hồn sẽ chỉ tăng thêm tốc độ mất máu. Thiên giới Như Lai, chết là cái chắc. Đao nhanh quá. Cảm giác bị ép này, e rằng đây mới là thực lực thật sự của hắn. Động tác của người chậm hơn, rồi sắp tới giới hạn rồi phải không? Chết trong tay ta cũng xem như là vinh hạnh của người. Vậy hồn đao phủ trận. Được thuyết minh bởi website hh3d hay.com. Chúc các bạn xem phim vui vẻ. Đánh hay lắm quỷ sát đại sứ. Đánh hay lắm, đánh tuyệt lắm. Chúng ta thắng rồi. Giỏi quá. Hay lắm, giỏi quá. Quá lợi hại, đánh hay lắm. Chuyện gì vậy, đây là chiêu số gì? Quỷ sát, thực lực của ngươi quả thực bất phàm, khiến ta không thể không lộ ra. Một mặt ta đã sớm thu lại kia. Có giãy giụa nữa cũng chỉ là vô dụng thôi. Bất diệt kim thân. Cái thu vào kia là phẫn nộ, vì nó sẽ tạo thành sự tàn phá không thể bù đắp. May mắn ta đã khống chế được phẫn nộ. Trận đấu này dừng lại tại đây được không? Như Lai của thiên giới thủ hạ lưu tình rồi sao? Cái gì gọi là thủ hạ lưu tình? Như Lai này đúng là thâm sâu không thấy đáy. Các vị, như lúc trước ta đã nói, chiến đấu không nhất định phải làm tổn hại đến tính mạng, thắng thua có thể dừng lại đúng lúc. Thói quen có thể thay đổi, thù hận cũng nên có ngày hóa giải. Thiên giới và A-Tu-La vốn là đồng tộc, tuy rằng vì nguyên do trong lịch sử mà chúng ta trở thành kẻ địch, nhưng các vị và ta đều chưa từng gặp mặt. A-Tu-La chính là muốn chiến đấu, thì lấy đâu ra thù hận? Nói bực, thù hận của chúng ta căn bản không thể hóa giải. Đủ rồi, thắng thua đã rõ. Khổng Vương, A-Tu-La Vương, vương của ta, mau giết chết người của thiên giới. Đúng, giết chết hắn, giết chết hắn đi, giết hắn đi, giết chết hắn đi. Như Lai của thiên giới đã thắng được sự khiếu nại của nghị hội A-Tu-La. Hắn đã dùng thực lực và sự gan dạ thông qua lời khiêu chiến của ba vị đấu sĩ đỉnh cấp. Trận chiến hôm nay dừng lại tại đây. 300 năm không gặp, thực lực của ngươi đã mạnh hơn ngày trước. Đa tạ A-Tu-La Vương còn nhớ chuyện năm đó. Ta biết, chỉ cần có thể gặp ngươi, sự việc tất có thể xoay chuyển. Tuy rằng ta niệm tình cũ, nhưng không có nghĩa ngươi có thể hỗn sực. Ngươi ở lại nghị hội khiêu chiến, lại lệnh cho Tôn Ngộ Không đến gì chỉ đại chiến trộm kiếm. Là giả, là giả. Vậy mà ta lại không phát giác ra. Giờ Ngộ Không thế nào rồi? Một đao dốc toàn lực của ta vậy mà lại bị trượt. Trong chớp mắt biến hóa vô thường, pháp thuật của Tôn Ngộ Không quả thực khó đoán, nhưng vẫn có thể cảm nhận được yêu hồn của hắn. Bị phát hiện rồi. Nghe Như Lai nói, A-Tu-La một khi thiêu đốt đấu hồn thì sẽ dốc toàn lực chuyên tâm vào chiến đấu, nhưng mà nếu quá chuyên tâm, ngược lại sẽ lộ ra sơ hở. Đến tay rồi. Lấy được đầu lâu thì là ta thắng. A-Tu-La Vương, nói được có làm được. Người có thể đi rồi. Vậy thì đa tạ đại lễ của A-Tu-La Vương. Ngươi là một đối thủ rất tuyệt, đáng có được lễ vật này. A-Tu-La Vương cũng danh bất hư truyền. Cầm lấy thứ ngươi cần, lập tức rời đi. Ta để ngươi đi không có nghĩa nhưng đấu sĩ khác cũng đồng ý. Yên tâm, ta giỏi nhất chính là chạy trốn. Cái này trả cho ngươi. Đây chính là bội kiếm của lão già Đế Thích Thiên sao? Cũng tính là bảo vật quan trọng nhất của thiên giới nhỉ. Để ta lấy đi chơi thử trước. Ba trăm năm phơi nắng phơi gió, lại không nhiễm một hạt bụi trần. Quả nhiên hiếm có. Tìm thấy rồi. Nhanh vậy đã đến rồi. Cái đám A-Tu-La này vừa thấy người ngoài là muốn đánh nhau, thật không thể hiểu nổi. Đứng lại. Vừa hay, không coi là quá nhiều. Tôn Ngộ Không, cố gắng tu hành đi. đợi đến khi ngươi trở nên mạnh hơn lại đến khiêu chiến ta. A-Tu-La Vương, lần sau, ta nhất định sẽ phân cao thấp với ngươi. Hẹn gặp lại sau. Trộm kiếm mới là mục đích thật sự các người đến Phế Đô đúng không? Không sai, vì chuyện đó, không tiếc mọi cái giá. Theo như ta biết ngươi đã bị trục xuất khỏi thiên giới. Tại sao phải làm như thế? A-Tu-La Vương, tại hạ lần này thật sự đã hết cách. Mọi hành động của ta đều không liên quan đến thiên giới, chỉ để bảo vệ đạo lý thế gian. Còn việc trộm kiếm là chuyện như thế nào? Xin thứ lỗi cho ta không thể nói thẳng. Tên Như Lai đến từ thiên giới này đáng ghét quá đi mất, dám trêu đùa các đấu sĩ A-Tu-La bọn ta. Như Lai, còn nhớ lời ta nói vào 300 năm trước không? Nếu như gặp ngươi lần nữa chắc chắn sẽ phân thắng bại. A-Tu-La Vương, ngươi không ngủ nghỉ chút nào mà liều mạng chiến đấu vào trục này, vết thương đầy mình, ngươi hiển nhiên có sức chiến đấu càng mạnh. Nhưng chi bằng nghe ta nói đã. A-Tu-La tộc không bao giờ đàm phán với thiên giới. Ân oán của A-Tu-La và thiên giới đã kéo dài cả nghìn năm nay. A-Tu-La Vương, ngươi có từng nghĩ đến việc hóa giải mâu thuẫn này không? Vô số lần giao chiến, hai bên đều phải trả cái giá nặng nề, thù hận chồng chất, khiến truyền thống giết chóc của A-Tu-La tộc ngày càng nghiêm trọng, thậm chí tự tàn sát lẫn nhau. Một chủng tộc không thể buông bỏ thù hận sẽ bị nó chi phối, dùng trả thù làm mục đích. Đối với những người có thực lực như ta và ngươi đều quá thấp, nhưng hóa giải thù hận, cố gắng vì A-Tu-La, vì chúng sinh đều là có giá trị. Ngoại trừ vũ lực, còn có cách gì hóa giải thù hận sao? A-Tu-La Vương, nếu như muốn chiến đấu chắc chắn sẽ không chọn thời khắc này. Như Lai, ngươi đúng là hiểu những gì ta nghĩ trong lòng. Ta thích ngươi rồi đấy. Nhưng không có nghĩa ta sẽ chịu đựng hành động của ngươi. Thân là A-Tu-La Vương, ta cần phải cho dân chúng một câu trả lời. Nhốt hắn lại. Vâng. Như Lai, nếu như ngươi bỏ trốn thì ta sẽ đích thân truy sát ngươi. Không biết phía Như Lai thế nào rồi, để xem hắn đã để lại lời gì. Tôn Ngộ Không, đa tạ ngươi đã cùng ta đến A-Tu-La Quốc, nhưng vẫn còn hai chuyện khác phải nhờ ngươi hoàn thành giúp ta. Chuyện này liên quan đến chúng sinh thiên hạ, hy vọng ngươi sẽ làm ngay, không cần đợi ta. Đợi chút đã, cái tên Như Lai này đã bảo sẽ nói cho ta biết sự thật về chuyện 16 năm trước chưa nói, mà sao lại có chuyện phải nhờ ta rồi? Cụ thể ta cũng không rõ, Như Lai Đại Thần chỉ từng nói. Năm xưa, khi sư đồ 4 người các ngươi đi lấy lại Lửa Vĩnh Hằng, ngày ấy đang điều tra sự thật về việc thiên giới đọa lạc. Sở dĩ ngươi nghe thấy tiếng gọi của Lửa Vĩnh Hằng là vì cô ấy đã phát hiện sự tồn tại của ám hồn. Nhưng Đế Thích Thiên phối kiếm là Như Lai Đại Thần đã trả giá bằng việc bị nhốt lại ở A-Tu-La Quốc để đổi lấy. Chuyện này rất quan trọng, mong Ngộ Không tiểu sư phụ hãy suy nghĩ cho đại cục. Cái tên Như Lai này, rốt cuộc còn chuyện gì đây? Giao kiếm cho sát tâm ở thiên giới, nhất định phải đích thân giao, hãy nhớ kỹ. Sát Tâm, yêu hầu Tôn Ngộ Không. Cái tên Như Lai này lại bảo ta đến nơi ta ghét nhất, gặp tên mà ta không muốn gặp nhất. Nhưng 16 năm không đến đó rồi, vừa hay đến đó gây chuyện. để họ xem thử sức mạnh thật sự của Tôn Ngộ Không ta. Bẩm Đế Thích Thiên, minh bởi nhóm người của Đường Tam Tạng đã rời khỏi dã Ngưu Bảo, đến vùng đất bị xé rách. Biết rồi, ta tự có sắp xếp. Nếu không còn chuyện gì khác thì lui xuống đi. Vâng. Bổn đế đã mất đi sự kiên nhẫn. Nhiệm vụ bắt Đường Tam Tạng bọn họ giao cho các ngươi để hoàn thành. Đến vùng đất bị xé rách để giành lại Lửa Vĩnh Hằng. Tuân lệnh. Thật sự phải làm như thế sao? Đừng sợ, lão chư ta sẽ nhẹ nhàng một chút. Đã nói là có cá cược thì phải chịu thua. Lão chư ta là người thương hoa tiếc ngọc. Tiểu Vũ cô nương, ta lúc nãy thua nhiều lần như thế. Lần này đến lượt cô rồi, cô đừng chạy. Sao cô lại không chịu trách nhiệm thế? Ổn chết đi được. Vùng đất bị xé rách sau khi đến buổi tối sẽ nguy hiểm hơn. Đúng vậy, để an toàn. Chúng ta đợi trời sáng rồi hãng xuất phát. Chỉ chút nữa thôi. Kỳ lạ sao cứ không bắt được nhỉ? Để ta vẽ một chút thì có sao đâu. Bạch Lăng, Bạch Lăng. Bạch Lăng, đệ có muốn biết bí quyết dùng long hồn không? Ta có thể dạy đệ. Là thật sao? Đa tạ Ngạo Tuyết sư huynh. Nhưng đệ phải nói cho ta biết trước thứ mà đệ cứ mang theo bên người. Cái mà tỏa sáng. Ngạo Tuyết ca ca. Này, cô là ai thế? Thập thò như thế. Nghe nói, lúc nhỏ huynh đã đánh bại Kazuza một cách dũng cảm đoạt lấy nón lông vũ. Là thật sao? Chuyện này. Sau đó, một mình rời khỏi long tộc sông pha ở bên ngoài. Đúng là ngầu quá đi mất. Những chuyện này cô nghe ai kể thế? Đương nhiên là thú ca ca rồi, huynh ấy còn bảo hai người từ nhỏ đã là bạn thân với nhau. Cô quen biết với Thiên Vũ thú sao? Đúng rồi, Ngạo Tuyết sư huynh, Tiểu Vũ chính là Lửa Vĩnh Hằng, cô ấy đã trở thành dáng vẻ của Long Nhân. Cô ấy chính là Lửa Vĩnh Hằng. Ngạo Tuyết, người quay về Long tộc họ không làm khó người sao? Sao có thể chứ, cha thấy ta quay về vui mừng còn không kịp. Lời nguyền trên người ngươi dường như đã được hóa giải, năng lực cũng tăng lên không ít. Đây là chuyện gì thế? Là do ta may mắn đã gặp được rồng độc nhất vô nhị. Chút chú thuật này có là gì đâu. Rồng độc nhất vô nhị. Nếu đã như thế thì ngươi càng không có lý do để trở về nữa. Ngạo Tuyết, ta hiểu rõ ngươi. Ngươi quay về để làm gì? Ngươi đang nghi ngờ ta ư? Đừng nghĩ mình giỏi lắm. Phiền chết đi được. Đại Pháp Sư, có còn nhớ giấc mơ mà ta từng nhắc đến không? Rồng độc nhất vô nhị. Nếu ta không đoán nhầm, Ngộ Tịnh, hãy đem lược của vi sư đến. Thiên Vũ thú vì cô nên mới mất mạng. Mọi người hãy tỉnh dậy đi, gặp rắc rối rồi. Tây Hành Kỳ phần 4 tập 5 thuyết minh tiếng Việt phim. Chúc các bạn xem phim vui vẻ. Những yêu quái vực sâu này bình thường đều không rời khỏi vùng đất bị xé rách, hiện giờ lại bất thường thế này, e là đã biến thành ám hồn rồi. Tập trung tinh thần bảo vệ Tiểu Vũ. Vâng. Tiểu Vũ, đừng sợ, ta lập tức thiêu chết chúng. Bạch Lang cẩn thận. Cút ra cho ta. Tiểu Vũ, mọi người nhanh đi giúp cô ấy. Tiểu Vũ, ta tới đây. Điện Long Hồn. Không ngờ sức mạnh của Ngạo Tuyết đã đạt tới trình độ này. Ngộ Tĩnh động thủ. Tiểu Vũ cô nương, chuẩn bị. Chính là lúc này. Không hay, yêu quái vực sâu ùn ùn không ngừng phải nghĩ cách xông ra ngoài. Sư phụ. Tiểu Vũ không thấy nữa. Sư phụ, hình như Ngạo Tuyết cũng không thấy nữa. Ngạo Tuyết, quả nhiên người đã động thủ. Đuổi theo. Có lẽ chính là nơi này. Không ngờ Ngạo Tuyết ta vô tri vô giác một đời, việc lớn đầu tiên làm được lại chính là phản bội Đường Tam Tạng. Chỉ cần Cổ Long nhận được tín hiệu của ta là sẽ lập tức từ bên ngoài tới. Ngạo Tuyết, gọi ta đến phạm gian ôi, tốt nhất là có thêm tốt, nếu không hậu quả ngươi không gánh nổi đâu. Thứ ông muốn ta đã mang tới rồi. Tốt. Na già, Cổ Long, tốt. Không ngờ ngươi đáng tin ngoài dự tính. Cô ta chính là hóa thân của Lửa Vĩnh Hằng. Ông có thể trả Ngạo Linh cho ta rồi. Không tồi người bảo vệ cô ta đâu. Đoán chừng chúng còn chưa phản ứng lại, ta làm không chút kẽ hở. Làm rất tốt. Cũng muốn thưởng cho ngươi. Đợi đã, Ngạo Linh đâu? Ông đã nói sẽ thả muội ấy ra. Ta nói sẽ thả, đương nhiên sẽ thả. Không cần nóng vội, cô ta ở chỗ ta điều dưỡng cũng tốt lắm. Thả người trước, nếu không ta ném cô ta xuống vực sâu ở vùng đất bị xé rách là vô đáy. Đáng yêu. Đúng là vô cùng đáng yêu. Lời của ta, ngươi chỉ cần phục tùng. Không cần chất vấn, càng đừng nghĩ giờ mánh khóe gì. Thân thể của ta được cứu rồi, lại có thể trở lại phàm giới tự do tự tại. Cát hóa thành. Tiểu Vũ là biến ra từ pháp thuật của Sa Ngộ Tĩnh. Ngạo Tuyết, đợi đã, không phải ta muốn lừa ông, ta không biết đó là giả. Xem ra ngươi không hề trân trọng tính mạng của Ngạo Linh. Cho ta thêm một cơ hội. Ngạo Tuyết, đó chính là nguyên nhân người muốn cướp Tiểu Vũ đi sao? Hóa ra là bị người ta ép. Ngươi nên nói sớm hơn. Đường Tam Tạng, Đường Tam Tạng ta giúp người giải quyết. Người của trần gian đúng là không biết điều. Vị lão tiên sinh này muốn ép Ngạo Tuyết bán đứng đồng đội. Cách làm này có chút không hợp lý đấy. Ngạo Tuyết đối với người như người mà nói, bán đứng đồng đội sẽ khiến người khó xử sao? Đường Tam Tạng, người vốn không biết sự mạnh mẽ của Cổ Long, tại sao ngươi cứ tự cho mình là giỏi thế? 16 năm trước là thế này, bây giờ vẫn là thế này. 3 lần 4 lượt ngăn cản ta, đến cứu Ngạo Linh ngươi cũng ngăn cản. Ta không vào trần gian quá lâu, thỉnh thoảng xem thử ân oán giữa những tên lâu la với nhau, cũng khá thú vị đấy chứ. Ngạo Tuyết, dù thế nào đi nữa ta tin rằng bản tính của ngươi là lương thiện, nhưng cách cứu một người không nên là làm hại một người khác. Tin vào bản tính ta, nên giam cầm ta 16 năm. Ngươi tin tưởng ta thật đấy. Ta là vì cứu ngươi, ngươi nên hiểu rõ. Ta đương nhiên hiểu rõ rồi. Đường Tam Tạng, ngươi luôn luôn đúng. Giam cầm người khác, ngươi không có lỗi. Tôn Ngộ Không chết trước mặt ngươi, ngươi không có lỗi. Bây giờ sắp cứu lại Ngạo Linh, rồi lại bị ngươi phá hỏng hết, ngươi cũng không có lỗi. Tưởng Tam Tạng đại pháp sư ngươi sao lại có lỗi chứ? Người sai là những người phải chuộc tội như bọn ta. Ta cũng hy vọng chuyện ta làm với gia đình người năm xưa là không có lỗi. Vậy hãy chuộc tội thật tốt. Ta phải sai đến cùng. Ta cũng không khách sáo với người nữa. Đến đây đi, Đường Tam Tạng, ta bất mãn người lâu lắm rồi. Cái gì mà tốt cho ta, vì muốn cứu ta, dáng vẻ giả vờ của ngươi khiến ta thấy buồn nôn. Ngươi chỉ là một tiểu nhân đê tiện. Ngu ngốc. Chẳng lẽ ta nói sai sao? Ngươi luôn quyết định mọi chuyện. Ngươi không hề để tâm cảm giác của người khác. Nói cho đến cùng, ngươi chưa từng tin tưởng ta. Nếu Ngạo Linh xảy ra chuyện vì ngươi, ta tuyệt đối sẽ không buông tha cho ngươi. Đại pháp sư, thật sự không sao ư? Dư sức để đối phó với Ngạo Tuyết. Nhưng sư phụ có phải ra tay hơi nặng không? Quả nhiên là Long Nhân xuất hiện trong mơ của ta. Đại pháp sư, Đường Tam Tạng là người ép ta. Ta chỉ có thể giết ngươi mà thôi. Ta cảm thấy là người thương nặng hơn đấy. Thiên Cung, nhà lao Phủ Đảo. Chi Quốc Thiên, tướng quân phía đông thiên giới. Không ngờ lão phu lại có người đến thăm. Điều này bị cấm mà nhỉ? Chi Quốc Thiên, thả tên phản bội Như Lai kia đi, khiến bản thân trở thành như thế này. Đáng sao? Như Lai không phải kẻ phản bội, những gì cả đời lão phu làm đều không chút hối hận. Đế Thích Thiên, hắn đã thay đổi rồi. Côn Sa Môn Thiên, tướng quân phía Bắc Thiên Giới. Ngươi nói thế này là do biết gì sao? Côn Sa Môn Thiên, Thiên Giới đã có ám hồn mai phục tác quái. Chúng ta chỉ đợi thời cơ đến. Hãy cẩn thận. Ám hồn. Lại có chuyện này sao? Chỉ trách ta không ngăn cản sớm chút, mới gây ra cụ diện không thể kiểm soát của ngày hôm nay. Ngươi biết cách ngăn cản, nếu không sẽ không liều chết thả Như Lai đi. Đúng vậy, chuyện này chỉ có Như Lai mới làm được. Là chuyện gì? Nói ta biết, có Côn Sa Môn Thiên ta ở đây. Ám hồn đừng hòng làm hại thiên giới. Có câu nói này của ngươi, lão phu yên tâm. Rồi còn những thông tin khác lão phu cũng không tiện tiết lộ. Với tình trạng bây giờ của ngươi, hắn có thể sẽ xử tử ngươi. Hãy quay về đi, đây không phải nơi ngươi nên đến. Ngươi hãy tự lo liệu cho bản thân đi. So với chết, ta lo lắng thiên giới sẽ sụp đổ hơn. Mau đi đi. Thấy thế nào rồi? Là ta đã phán đoán nhầm cục diện, nên mới thua thảm như thế. Hãy sáng lên, ta sẽ đưa ngài quay về. Mặc kệ ta đi, hãy tìm cơ hội trốn đi. Ta sẽ không bỏ ngài lại, chúng ta cùng nhau xông ra ngoài. Được, xông ra ngoài. Muốn chết thì chết cùng nhau. Ta sẽ không quên những ngày tháng chúng ta và sinh ra tử. Ta tuyệt đối sẽ không bỏ trốn, càng không tin tưởng ông ta sẽ giết ta. Những cái này đều là... ám ảnh điện. Người chắc chắn không nhìn lầm, hoàn toàn là thật. Sát Tâm đại thần đã bắt đầu điều tra lại vụ án cung nữ bị giết. Để xử lý những hòn đá cản đường đó, lúc trước đã phí không ít công sức. Có phải giải quyết Sát Tam không? Phản đồ Như Lai cũng bắt đầu hành động rồi. Ta cảm nhận được thanh trường kiếm đó đã bị nhổ lên. Vậy chúng ta phải làm thế nào? Nếu đã vậy thì hãy chỉ cho Sát Tâm một phương hướng rõ ràng. dáng vẻ bị dẫm đạp của Sát Tâm đại thần. Ta rất muốn xem. Cuối cùng cũng có cơ hội chơi cùng hắn rồi. Là khí tức của ám hồn. Nó đâu? Đuôi hồ ly cất giấu bao lâu cuối cùng cũng lộ ra rồi. Ai phái người đến mau báo tên họ ra. Người chết không cần thiết phải biết. Nói khoác không biết ngượng, người không có cái bản lĩnh này. Những chiêu thức này là đáng ghét. Nói, ngươi là ai? Sát Tâm, ngươi không nên xem thường ta. Đúng là đáng ghét. Thiên thủ phù đồ. Cái gì? Thiên chua. Vậy mà lại để hắn chạy mất rồi. Chiêu vừa rồi là đã xảy ra chuyện gì? Xem kia, là Sát Tâm đại thần. Sát Tâm đại thần, Sát Tâm đại thần ngầu quá. Sát Tâm đại thần, Sát Tâm đại thần. Vậy mà một đường đuổi đến đây. Thần tướng không có ở đây. Sát Tâm đại thần, Sát Tâm đại thần, ngài có ở đây không? Chuyện gì? Sao ngươi lại qua đây? Đế Thích Thiên muốn triệu kiến ngài. Đế Thích Thiên, ngài triệu kiến ta có chuyện gì quan trọng? Sát Tâm mà. Vừa rồi trên thiên giới đã xuất hiện ám hồn. Phải. Ta vừa giao thủ với ám hồn, hắn chạy thoát mất rồi. Thiên giới xảy ra chuyện cung nữ, thị vệ mất tích và tử vong. Sợ là cũng do bọn họ làm ra. Ngài sớm đã biết rồi. Không sai, chuyện đến nước này. Ta chỉ có thể nói hết chân tướng cho ngươi nghe. Thiên giới từ lâu đã có ám hồn xâm nhập ẩn nấp. Bọn họ tương đối quen thuộc với hoàn cảnh của thiên giới. Để đối kháng lại ám hồn, ta luôn âm thầm chuẩn bị. Sao giờ mới nói cho ta biết những chuyện này? Để không đánh rắn động cọp. Những ám hồn này vô cùng giỏi ngụy trang. Muốn phân địch hay bạn cực kỳ không dễ. Cho dù là bạn hữu từng tín nhiệm, trong lòng cũng có thể sớm đã mục nát. Theo những gì ta âm thầm điều tra được những năm nay, có thể nói dưới có thiên binh, cung nữ trên có thiên thần cao cấp đều có sự tồn tại của ám hồn. Sát Tâm à, ta chỉ tin tưởng ngươi. Những thiên thần khác đều khiến ta vô cùng thất vọng là đến Tam Nhãn Thần Tướng công lao dày đặc của thiên giới, hắn cũng đã sa đọa. Tam Nhãn Thần Tướng, ám hồn đã ngày càng ngông cuồng, nghĩ cho thiên giới ta bắt buộc phải phản kích. Đế Thích Thiên, Đế Thích Thiên cần gì rắc rối như vậy, trực tiếp giết Sát Tâm không phải tốt hơn sao? Còn chưa tới lúc đó. Sát Tâm không đơn giản, huống hồ chỉ cần hắn còn đứng về phía chúng ta thì vẫn còn giá trị lợi dụng. Ám hồn hành động, Sát Tâm chắc chắn sẽ không quanh tay đứng nhìn. Không cần chúng ta ra tay, chúng thần tiên giới cũng sẽ tự mình hỗn loạn. Liệu có khả năng Sát Tâm phá hỏng mưu kế của chúng ta không? Ta hiểu Sát Tâm, chỉ cần trong lòng hắn còn nghi hoặc thì sẽ làm việc theo mệnh lệnh. Vì hắn biết bản thân gánh vác trách nhiệm. Sau này, Tam Nhãn chắc chắn sẽ trở thành vật cản của chúng ta. Nếu có thể mượn tay Sát Tâm loại bỏ hắn là tốt nhất. Hiện giờ chúng ta chỉ cần đợi. Thời cơ vừa tới chính là thời khắc ám ảnh chúng ta hiện thân kiểm soát toàn cục. Đúng thế. Ta phải mổ bụng Sát Tâm, uống máu hắn. Đừng gấp, không bao lâu nữa ngươi sẽ được như ý nguyện. Điều khiến ta vô cùng thất vọng là đến Tam Nhãn Thần Tướng công lao dày đặc của thiên giới, hắn cũng đã sa đọa. Tam Nhãn Thần Tướng, ta phải áp giải ngươi. Tội danh là gì? Ngươi bị chỉ điểm là ám hồn, hơn nữa trong phủ đệ của ngươi phát hiện thi thể cung nữ bị ám hồn hại. Rõ ràng là có người cố ý vu hại. Ngươi không tin ta? Ám hồn ẩn nấp thiên giới nhiều năm, chỉ cần có điểm đáng nghi, ta đều sẽ điều tra tới cùng, không tiếc mọi giá. Ngươi... Nếu ngươi chống đối, vậy thì chỉ có động võ thôi. Không tính tới hậu quả, bắt lượng lớn thần giới thực ra đã làm giảm sức mạnh của thiên cung. Đây có lẽ chính là ý muốn của ám hồn. Ta tự có phán đoán. Người và ta trước giờ một lòng vì việc công. Nếu cô an khuất, hy vọng lấy đại cục làm trọng. Đại cục. Ta đi theo ngươi. Hy vọng ngươi hiểu rõ bản thân đang làm gì. May mà không cần giao chiến với chiến tướng. Đúng thế, tránh được một kiếp. Tiếp theo, lục soát bắt toàn diện ám hồn, quét sạch thiên cung. Các người đổ oan thần tướng còn không đủ, đến một kim cang nhỏ bé như ta cũng không tha. Sát Tâm đại thần có lệnh, chỉ cần có nghi ngờ tới ám hồn, bất kỳ chức quan lớn nhỏ, bất kể phạm tội nặng nhễ đều coi là trọng phạm. Đưa đi cho ta. Trái lại ta muốn xem ai có thể đưa ta đi được. Đưa đi. Vâng. Nghe nói rồi chứ, Sát Tâm đại thần đang bắt người khắp nơi. Ở đó, bắt lấy bọn họ. Nhanh đi theo, ngoan ngoãn cho ta. Bọn ta vô tội các ngươi nhầm rồi phải không? Có người chỉ điểm nơi này đã sa đọa tập thể. Đưa hết đi. Đứng lại. Đừng bắt ta, ta không phải ám hồn. Đi, đi mau. Ta không phải. Không chỉ ngươi, toàn bộ thị nữ của Tây Vương Phủ các cô đều có tình nghi. Bắt hết lại. Bắt lấy. Vâng. Đi, đi mau. Đi, đi. Sát Tâm, ngươi cũng làm bừa quá. Rồi đến người của Tây Vương Phủ ta cũng nói nhốt là nhốt, là không đặt ta vào trong mắt. Ta đương nhiên vô cùng kính trọng Tây Thiên Vương. Chỉ là ta làm việc trước giờ đều là thiết diện vô tư. Hy vọng Thiên Vương hiểu cho. Nghi ngờ thần tướng thiên binh cũng thôi đi, đến thị nữ cũng nghi ngờ. Muốn nắm quá tay rồi nhỉ. Người bắt hơn 1000 người trên thiên cung, sắp nhét đầy nhà tù Phủ Đảo rồi. Thuật ngụy trang của ám hồn đến ta cũng không thể phân biệt, chỉ có thể dùng hạ sách này. Để Tây Thiên Vương chịu ấm ức rồi cáo từ. Sát Tâm, tiểu tử này, thiên giới sớm muộn cũng bị hủy trong tay hắn. Sát Tâm đại thần có chuyện gì sao? Xem ra gần đây mệt mỏi quá rồi. Đi thôi. Thiên cung, Tôn Ngộ Không ta lại về rồi đây. Tại hạ sang Ngộ Tĩnh, ta đã thu lại hồn phách. Trò vật hóa thân thành côn trùng bay kiểu này, cũng mong qua được mắt ta. Còn cả chư Bát Giới anh Tuấn tiêu sái ta đây. Nhận lấy một đòn của ta. đáng ghét, suýt nữa đã cứu được người rồi. Đúng thế, đáng tiếc quá. Sao các người lại xuất hiện ở đây? Ngạo Tuyết sư huynh, tiếp theo, muốn cứu bạn của huynh về chỉ có thể khổ chiến một trận thôi. Hiện giờ rốt cuộc là tình huống gì? Sư phụ, không phải đầu heo Ngạo Tuyết này vẫn chưa nhìn ra chúng ta đang giúp hắn đấy chứ? Màn kịch sư đồ đoạn tuyệt, ta xem đủ rồi. Đến lúc hoạt động gần cốt rồi. Hóa ra đã bị ngươi nhìn thấu rồi. Ngươi cố ý chọc giận Ngạo Tuyết thu hút sự chú ý của ta. Sau đó âm thầm bảo Sa Yêu hóa thân thành công trùng bay tiếp cận ta. Ý đồ cứu Ngạo Linh đi. Cái gì? Cách thì là cách hay. Chỉ là dùng nhầm đối thủ rồi. Có điều vẫn phải cảm ơn người dốc sức biểu diễn. Chí ít còn lừa được vài tên ngu ngốc nào đó. Nếu đã không thể dùng trí, muốn cứu Ngạo Linh, chỉ còn một cách thôi. Chính là đánh bại người cướp về. Chỉ dựa vào người phàm như ngươi, cộng thêm mấy yêu quái, sai rồi cộng thêm một long nhân nữa. Ta... Sư phụ, Ngạo Tuyết ngươi không định khoanh tay đứng nhìn đấy chứ? Ta... Rất tốt. Biết kính sợ mới có tư cách sống tiếp. Xem ra Ngạo Tuyết sư huynh thật sự rất sợ lão long nhân đó. Có điều nếu chân thân của Lửa Vĩnh Hằng đã xuất hiện, ta cũng không cần lãng phí thời gian với các người nữa. Vậy thì động thủ đi. Ra đây đi, Quý đại nhân. Bạch Lăng Đường Tam Tạng Đại Pháp Sư. Các người cũng lơ là quá rồi đấy. Nếu tất cả mọi người đều liều lĩnh tấn công, sẽ chỉ thua càng triệt để. Tiểu Vũ, Ngạo Tuyết, Tiểu Vũ, ta thích kẻ thức thời. Trái lại quên mất tên Sai Yêu cản trở nhà ngươi. Dựa nơi hiểm yếu để chống trả sẽ không có kết cục tốt đâu. Ngạo Tuyết, sau khi xong việc, ta tự khắc sẽ trả Ngạo Linh trong ngươi. Bây giờ, ngươi chỉ cần nghiêm túc chiêm ngưỡng sự vĩ đại thật sự của Long Nhân. Có thể dọa Ngạo Tuyết thành thế này, quả thật rất ít gặp. E là Ngạo Tuyết sẽ không ra tay giúp chúng ta. Không, hắn sẽ làm. Chắc chắn hắn sẽ đứng về phía chúng ta. Long nhân từng gặp ta, tuyệt đối không có gan phản bội ta. Bát giới Bạch Lăng nghĩ cách giúp ta lại gần hắn chỉ có thể lại gần. Cho dù là cố cướp cũng phải cướp được. Lên đi. Vâng. Tự tìm đường chết. Ngộ Tĩnh tranh thủ lúc này. Bát giới không có long hồn cũng dám cố chịu với lôi điện của long tộc. Ngạo Tuyết, động thủ đi. Còn không chịu buông tay. Lại. Nếu đã như vậy, chỉ có thể cho ngươi tọa nguyện. Chết dưới thiên lôi cũng không tính là quá kém. Buông tay đi, sẽ mất mạng đó. Buông tay đi. Không nỡ buông tay thì khó tránh đau khổ. Đường Tam Tạng buông tay đi. Sẽ mất mạng đó, bảo ngươi buông tay. Ngộ Tĩnh sư huynh, nhân lúc này. Lão đầu chết dưới vực sâu vô tận cũng không tính là quá kém. Chư bát giới ta tiễn ngươi lên đường, không cần khách sáo. Sư phụ, người thế nào rồi? Không sao chứ, sư phụ. Đường Tam Tạng, Ngạo Tuyết làm tốt lắm. Phim được thuyết minh bởi website hh3d hay.com. Truy cập website hh3d hay.com để xem thuyết minh tập tiếp theo nhé. Vẫn không được lơ là. Chúng ta phải sống ra khỏi vùng đất bị xé rách trước. Dường như đã thành công thoát khỏi Cổ Long. Lão đầu này đúng là khó đối phó. Đi thôi. Việc này chỉ có thể tạm thời ngăn chặn Cổ Long. Chúng ta phải thoát ra trước khi ông ta trở lại. Không phải nói đừng vượt qua vùng đất bị xé rách vào buổi tối sao? Không để ý được nhiều như vậy nữa so với yêu quái vực sâu. Rõ ràng Cổ Long đáng sợ hơn. Thật sự đánh một trận thoải mái. Lão chư ta chưa chắc sợ hắn. Hiện giờ chỉ cần thoát khỏi Cổ Long. Dù sao mục tiêu của chúng ta đã đạt được thành công, cứu được bạn ngươi. Vừa rồi rốt cuộc là chuyện gì? Rồng cực hiếm. Nếu ta đoán không nhập, Ngộ Tĩnh cầm được của vi sư lại đây. Lược là ám hiệu của chúng ta. Đột nhiên sử dụng chắc chắn có tình huống đặc biệt. Ngạo Tuyết có vấn đề. Thái độ tiếp cận Bạch Lăng khác thường. Đúng thế. Hơn nữa đã giải lời nguyền vẫn quay lại cùng Tây Hành. Có vấn đề. Vừa rồi thử thăm dò thì ngắc ngứ. Chắc chắn có ý đồ khác. Mục tiêu của hắn có lẽ là Tiểu Vũ. Chúng ta hãy tìm Ngạo Tuyết đối chất nhé. Không được. Với tính cách Ngạo Tuyết sẽ không hỏi được gì đâu. Hơn thế nữa với diễn xuất của hắn, nếu như lên kế hoạch cùng hắn, ngược lại dễ lộ sơ hở. Cho dù Ngạo Tuyết muốn làm gì, cũng phải nhớ bản tính hắn không xấu. Phạm lỗi không phải chuyện đáng sợ nhất, ngu ngốc mới là chuyện đáng sợ nhất. Ta hiểu rồi, nên khi yêu quái vượt thẳm đuổi theo, các người đã cháo Tiểu Vũ. Cũng chưa ngu hẳn. Chúng ta hãy thoát khỏi vùng đất bị xé rách trước đi. Chúng ta đã chạy lâu lắm rồi, có phải đã thoát khỏi Cổ Long rồi không? Không, vẫn chưa lạc quan được. Ta có thể cảm ứng được khóa phép thuật đã bị làm đứt. Hắn rơi chưa đủ sâu, phải sâu thêm chút nữa mới có thể rơi đến một thế giới khác. Không thể quay đầu lại. Vậy thì thảm rồi. Tiểu Vũ cẩn thận. Không hay rồi, hắn quay về rồi. Là ta đã nhân từ. Ẩn cư ở ngoài quá lâu, lâu đến mức người đời quên mất phải kính trọng. Ngạo Tuyết, ta từng cứu ngươi một mạng, nhưng ngươi lại cấu kết với họ, đẩy ta vào vực thẳm. Ta đừng nói phản bội ta, chắc chắn sẽ chết rất thảm. Ngươi không sợ sao? Dù gì Ngạo Linh cũng đã được cứu. Hơn thế nữa, bọn ta có 6 người, cùng lắm thì liều mạng với ngươi. Đứa trẻ đáng thương, tất cả long nhân trên thế giới đều sợ ta. Xin lỗi làm phiền một chút. Ngạo Tuyết là đồng bọn của bọn ta. Ngươi bảo cậu ta đối phó bọn ta mới gọi là phản bội. Hơn thế nữa, ngươi muốn nuốt chửng Lửa Vĩnh Hằng, đã được sự đồng ý của cô ấy chưa? Tiểu Vũ. Được, Đại Pháp Sư. Xin lỗi Cổ Long bá bá, là thế này. Muốn ăn ta, ta nghĩ ngươi là cóc nhái muốn ăn thịt thiên nga. Ta cũng là long nhân không sợ ngươi. Quả nhiên tự ra tay mới ổn nhất. Vậy ta sẽ để các người xem cái gì mới là rồng thật sự. Chẳng phải là gió bão sao? Lão chư chống cự được. Nắm chặt. Chỉ toàn là đòn tấn công tuyệt tiết, nếu tiếp tục kéo dài e rằng sẽ không còn cơ hội thắng. Ngạo Tuyết, cẩn thận. Long hồn đấu khí. Ngươi quên rồi sao? Sức mạnh của ngươi cũng do ta ban cho. Ta là tổ tông của lôi điện. Sử dụng chiêu này trước ta, đúng là không tự lượng sức. Ngạo Tuyết, hắn đã biến ngươi thành ngựa cưỡi 10 năm, lại giam cầm ngươi 16 năm. Đợi ngươi trả thù ngươi. Ngươi còn bán mạng cho họ. Chắc không phải nghĩ Đường Tam Tạng để tâm ngươi thật chứ? Ngươi là hung thủ đã giết người nhà hắn đấy. Long tộc không chứa chấp ngươi, cha mẹ huynh đệ chán ghét ngươi, tất cả mọi người đều muốn ngươi mau chóng chết. Chỉ có ta đáng thương ngươi, còn ngươi thì sao? Là một con chó cắn ngược chủ nhân. Chẳng đâu vào đâu. Không cần phải sống tiếp nữa. Ngạo Tuyết là vì muốn bảo vệ người khác, không phải kẻ phản bội. Huynh ấy là đồng đội của lão chi ta, để ta xem ai dám động vào huynh ấy. Truy Hiêu, ta nghĩ Ngạo Tuyết đã tiếp xúc với ngươi quá lâu, nên mới trở nên ngu ngốc. Cút đi. Cũng mạnh đấy. Còn ngươi, giỏi nắm bắt cơ hội đấy, đao cũng vung nhanh thật. Thông minh đấy biết hóa thân thành cát. Nếu không, lôi điện của ta sẽ khiến người ta nát. Đặc tính kiêu ngạo tự mãn khinh thường chúng sinh của Long Nhân, xem ra cũng được kế thừa từ ngươi, tự cho mình là giỏi. Tính mạng của đệ tử ta chưa đến lượt ngươi quyết định. Gió cuối cùng cũng ngừng rồi. Chiến lược của lão Long Nhân này cực kỳ mạnh, hắn nhất định sẽ liều mạng đến cùng. Sư phụ bảo chỉ cần đồng tâm hiệp lực chắc chắn sẽ có cách. Lại là ám hồn. Lúc nãy, suýt chút đã bị giết. Lão già này mạnh hơn trong tưởng tượng nhiều. Phía trước là... Mọi chuyện trở nên phức tạp hơn rồi. Ám hồn bất tán. Sát Tâm đang bắt ám hồn ở thiên giới, bao gồm cả thần tướng. Đa số những người có thực lực đều bị giam giữ rồi. Xem ra chuyện này đã khiến Sát Tâm hoàn toàn mất đi lý trí. Sau khi xong việc, ta sẽ tự tay giết hắn. Đợi những thiên thần bị giam cầm trên Phủ Đảo hoàn toàn biến mất, sẽ có thể khiến Thiên Cung trở nên oám hoàn toàn. Ta không nhìn nhầm chứ? Tam Nhãn Thần Tướng cũng bị giam sao? Ta nhìn thấy họ bắt người lung tung ở Thiên Cung, nên đến xem thử có kẻ xui xẻo nào. Không ngờ con chó trung thành hàng đầu của thiên giới cũng trở thành kẻ bị giam. Chuyện này đúng là châm biếm quá đi mất. Rõ ràng có cảm giác quen thuộc nhưng dáng vẻ lại. Ngươi là ai? Này, Tam Nhãn, mở to mắt chó của ngươi. Ta đây chính là Tề Thiên Đại Thánh. Tôn Ngộ Không có thể triệu hồi gậy kim cô, chỉ có mình Tôn Ngộ Không. Đại yêu dáng thế quả nhiên là ngươi. Tuy ta trùng sinh, nhưng mối thủ chặt đầu năm xưa vẫn nhớ vô cùng kỹ đấy. Chỉ bằng bây giờ hãy tính sổ một lượt nhé. Hãy nộp mạng. Tại sao dừng lại? Nhân lúc người khác gặp nguy, chuyển ra ngoài không hay lắm. Bây giờ ngươi trở nên nhỏ như thế, dù thế nào đi nữa cũng không phải đối thủ của ta. Trở thành kẻ bị giam mà còn hống hách như thế. Tôn Ngộ Không, dù mục đích ngươi đến Thiên Cung là gì đi nữa, tình hình bây giờ rất phức tạp biết điều, thì hãy mau rời đi. Yên tâm, ta sớm đã chuẩn bị đâu dễ bị bắt được như thế. Ngươi hãy từ từ ngồi tù đi, hãy trải nghiệm cảm giác trước của ta khi bị đám thiên cầu như các ngươi giam cầm. Tây Hành Kỳ phần 4 tập 8 thuyết minh tiếng Việt phim. Chúc các bạn xem phim vui vẻ. Trên tất cả các phủ đảo đều có người đoán chừng người thiên giới đều bị bắt sạch rồi. Đó là ta biết ngài nhất định sẽ đến. Ta đã đợi ngài rất lâu rồi. Năm nay, chuyện ngài giấu ta quá nhiều rồi. Ta đến chính là vì chuyện này. Giam giữ ngươi lại là bất đắc dĩ. Hôm nay đến đây chính là để giải thích đầu đuôi mọi chuyện với ngươi. Ta vẫn luôn chờ đợi ngày này. Suy cho cùng, chúng ta cũng từng là bạn chí tốt cùng vào sinh ra tử. Ngài có còn nhớ trận chiến 300 năm trước không? Đương nhiên, trận chiến đó còn đang rõ mồn một trước mắt. Mau đi. Ta nhớ là ngươi đã cứu ta. Đó quả thực là một trận chiến vô cùng gian nan. May mà chúng ta đều đã vượt qua được. Không, thật ra ta chưa từng vượt qua. Phán đoán sai lầm của ta đã giết chết vô số thiên binh thiên tướng bị A-Tu-La Vương chém cho thương tích đầy mình, rất lâu không thể hồi phục. Ta cảm thấy bản thân không có năng lực dẫn dắt con dân thiên giới nữa. Ngài chưa từng nói cho ta biết ta phải nói thế nào. Cầu ngươi giúp ta. Không, ta không làm được. Ta chỉ muốn dựa vào sức mạnh của mình mà vượt qua. Sau này ta đã phát hiện ra một cách thoát khỏi đau khổ. Giai đoạn đúng là khoái lạc. Là vì thanh kiếm đó, đúng không? Thanh kiếm chính nghĩa đã bị mất ở chiến trường A-Tu-La. Ngươi quả nhiên đã biết rồi. Thật ra ta đã lờ mờ đoán ra ta có thể giúp ngài lấy lại thanh kiếm đó về phóng thích thứ mà ngài đã mất đi. Không cần đâu, ta nghĩ ta đã không còn cần thanh kiếm đó nữa. Nếu đã vậy, ngài nên nhớ ta từng nói. Ta và ám hồn không đội trời chung. Chúng ta hãy quyết một trận tử chiến ở đây đi. Không, ngươi hiểu lầm rồi. Ta thẳng thắn hết mọi chuyện với ngươi chính là muốn nói với ngươi rằng ta biết được một cách không cần mấy tiếng vậy cũng có thể giải quyết hoàn toàn. Ám hồn sa đọa vẫn có cách để cứu vớt. Ta định vào Tam Thanh Điện để sạch tội ác trong quá khứ. Cách này có dùng được không? Qua lần này, ta không còn tư cách gánh vác vị trí đứng đầu thiên giới, cho nên xin người hãy gánh vác trách nhiệm nặng nề này thay ta. Ta đã quyết định rút lui từ đây. Nếu ngài thẳng thắn hết mọi chuyện với ta từ sớm thì sẽ tốt biết bao. Rửa sạch lại thể xác và tâm hồn quá trình chắc chắn sẽ cực kỳ đau khổ. Nhưng mà, chỉ cần ngài bằng lòng, vẫn còn đường quay lại. Ngài không cần lùi lại, chỉ cần công bố bế quan trị bệnh. Ta vẫn sẽ tiếp tục che giấu cho ngài. Không ai biết ngài từng sa đọa ám hồn. Chi Quốc Thiên, quả nhiên ngươi là bạn thân của ta. Bất kể thế nào, ngươi cũng không vứt bỏ ta. Mà đây chính là điểm yếu chí mạng của ngươi. Đế Thích Thiên muốn giết chết thiên thần cấp bậc như ngươi rất khó. Đáng tiếc, ngươi lại tin tưởng ta, tin tưởng ám hồn. Cho dù thiên thần địa vị tôn sùng như ta và ngươi cũng sẽ bị thất tình lục dục quấy nhiễu. Chỉ có trở thành ám hồn mới có thể vứt bỏ toàn bộ những thứ phiền toái này. Ngươi hoài niệm quá khứ, mà thứ ta muốn là tương lai hoàn toàn mới. Ngươi mới là tai họa cản trở cả trên giới tiến lên. Chấp mê bất ngộ sẽ chỉ bước vào vực sâu vạn kiếp bất phục. Không, ta sẽ bắt đầu thiên giới hoàn toàn mới mà ngươi không có cơ hội nhìn thấy. Đế Thích Thiên, lão đầu thối không có nghĩa khí nhà ông. Yêu khí này, vậy mà ngươi vẫn còn sống. Tôn Ngộ Không tuy bề ngoài có thay đổi nhưng luồng yêu hồn cuồng trí này chắc chắn không sai được. Vậy mà có thể xuyên âm giới tái sinh, quá bất ngờ. Tôn Ngộ Không, lần này ngươi là đặc biệt tới tìm đường chết sao? Lần này bổn đại gia tới thiên giới là để chóng nát khuôn mặt của ông. Miệng thì nói chính nghĩa nhân ái, thật ra là ám hồn ăn thịt uống máu người. Phải bảo bọn ta đi lấy lửa vĩnh hằng lại là vì âm mưu dương của ông. Bọn ta chịu nhiều vất vả như vậy toàn bộ là vì tên khốn nạn nhà ông. Yêu hầu vô lý thô bỉ. Muốn đánh nhau à? Ta không sợ ông đâu. Chết dưới kiếm của ta là vinh hạnh của ngươi. Bình thường ông mang theo nhiều kiếm thế này, có mệt không hả? Đáng tiếc chậm quá, còn chẳng chạm vào được một cọng lông của ta. Sức mạnh của yêu hầu quả nhiên bất phàm. Đáng tiếc dã thú cuối cùng cũng không thể thuần phục. Vậy thì hủy diệt ngươi là được. Không dọa được ta đâu, ta đánh. Kiếm trận của ta, ngươi không thoát được đâu. Kiếm thiên giới công bằng chính nghĩa đã biến chất. Đế Thích Thiên, bạn thân của ta, hiện giờ chúng ta đã là kẻ địch. Đánh hay lắm, chiêu này lợi hại. Long Phương tướng quân, ông không sao chứ? Tôn Ngộ Không, chạy mau, ta tới cứu ông. Các người không thoát khỏi thiên giới được đâu. Tôn Ngộ Không xuất hiện cũng tốt, vừa hay có thể thành quân cờ của ta. Người thiên giới có uy hiếp với ta đã bị bắt hết rồi. Nhà lao phủ đảo này cũng không cần tồn tại nữa. là tiếng chuông Đông Môn Tháp. Đây là tin ngoại địch xâm nhập. Nhanh trốn tới nơi an toàn. Tôn Ngộ Không, nhớ lời ta vừa nói. Đế Thích Thiên đã bắt đầu kế hoạch của hắn rồi. Hành động của ngươi ở thiên giới phải cẩn thận hơn nữa. Yên tâm, ông nghỉ ngơi ở đây. Ta phải đi làm một chuyện rất quan trọng. Ở bên đó. Đuổi theo, đứng lại, đứng lại. Đứng lại. Đứng lại. Phát hiện người xâm nhập. Đứng lại, bắt lấy hắn. Cuối cùng cũng có chút thú vị rồi. Giống với 300 năm trước. Tình hình thế nào? Phát hiện Tôn Ngộ Không ở gần Đông Môn Tháp, đang tập hợp binh lực nghe lệnh điều động bất kỳ lúc nào. Việc cấp bây giờ, đưa người không thể tác chiến an toàn rời đi. Đế Thích Thiên bị một yêu hầu nhỏ bé khuấy đảo trời long đất lở. Thiên giới uy nghiêm ở đâu? Sát Tâm, ngươi đừng khiến ta thất vọng. Truyền lệnh xuống toàn lực bắt Tôn Ngộ Không. Nếu cần thiết ta sẽ đích thân ra tay giết hắn. Vâng. Tôn Ngộ Không quay lại rồi đây. Cút. Phóng tên. Trò vặt. Tây Hành Kỳ phần 4 tập 9 thuyết minh tiếng Việt. Chúc các bạn xem phim vui vẻ, bắt lấy hắn nhanh lên. Một đám tạp binh, cứ việc tới đây đi. Cút qua một bên. Yêu hầu thiên giới không cho phép ngươi ngông cuồng. Cuối cùng cũng có tên có chút ra dáng. Tà thú chi ấn. Chỉ có vậy. Khốn tiên tác. Khốn tiên tác của ta chỉ có thể giữ một thời gian. Mọi người nắm lấy cơ hội. Địch trừ tay Kim Cang, thuộc hạ Đế Thích Thiên. Đại thần Kim Cang, thuộc hạ Đế Thích Thiên. Ngộ Không, nhớ lấy đối với người khác không được quá bạo lực. Vậy ta dịu dàng một chút. Cẩn thận. Nội ý kim cô bồng. Biết sự lợi hại của ta rồi chứ? Ta chính là Tề Thiên Đại Thánh, Tôn Ngộ Không. Thiên thần không sợ chết sông hết tới đây đi. Yêu hầu này, tới để báo thù 300 năm trước sao? Chắc chắn không chỉ đơn giản như vậy, rõ ràng hắn có vô số cơ hội có thể giết chúng ta, nhưng hiện giờ... Toàn bộ thần Phật không có một ai là đối thủ của ta. Yêu hầu đừng tưởng thiên giới không có ai. Hôm nay ta cho ngươi xem tiếng cầm uy lực của thiên giới. Oanh đồi kích cổ. Tiếng gầm của thiên giới này chẳng khác gì gió thoảng. Tôn Ngộ Không, lại là ngươi. Bài học bị chặt đầu vẫn chưa khiến ngươi biết sai à? Ta phong ngươi làm chiến đấu thắng Phật, vốn là hy vọng ngươi lấy thân phận đại yêu gia nhập thiên giới, tạo phúc cho chúng sinh. Đáng tiếc ngươi nhiều lần đối đầu thiên giới không biết hối cải. Thân là người đứng đầu thiên giới, ta sẽ không cho người tác oai tác quái nữa. Yêu hầu Tôn Ngộ Không, ta sẽ giam cầm ngươi mãi mãi. Lão đầu giả vờ giả vịt đúng là khiến người khác buồn nôn. Có bản lĩnh thì đánh với ta. Yêu xúc không tự lượng sức mình. Ngươi càng dãy ruộng nó càng thu chặt. Chỉ mấy tên nhãi nhép các ngươi cũng muốn nhốt Tôn Ngộ Không ta. Nghe rõ đây, các người ở thiên giới bắt đoạn ám hồn đều sai hết. Bản thân Đế Thích Thiên chính là thủ lĩnh ám hồn. Ám hồn sao lại vậy? Không thể nào. Đủ rồi Tôn Ngộ Không, ngươi hỗn sự quá rồi. Sát Tâm Linh Lung Bát Tuyệt Cảnh. Ngươi muốn làm gì? Bảo vật pháp thuật thật sự phải tương thông tâm ý với chủ nhân mới có thể phát huy uy lực lớn nhất. Nam Thiên Vương nhiều bảo vật ngược lại không thể tinh thông từng thứ. Ngươi đã để Đế Thích Thiên lo lắng. Tôn Ngộ Không, từ đầu tới cuối ngươi đều không thoát được lòng bàn tay ta. Yêu hầu Tôn Ngộ Không đã hàng phục quân đội và chiếm hạm còn lại để lệnh rút quân. Sát Tâm, người không hổ là hộ pháp có trách nhiệm nhất thiên giới. Có người ở đây, chuyện gì cũng không cần ta lo lắng. Đúng là không ai có thể thay thế ngươi. Nhưng về chuyện rút quân, không cần ngươi quan tâm nữa, tất cả chiến hạm của thiên giới đều do ta chưng dụng. Bọn họ có chuyện quan trọng hơn cần làm. Những chiếc thuyền này có gì đó rất kỳ lạ. Những kẻ ở trên đó là... Sát Tâm, người thân là hộ pháp của thiên giới, vẫn luôn tận chức tận trách, giải quyết không ít chuyện khó nhắn giúp ta. Nhưng những chuyện này đã là quá khứ rồi. Ta muốn xây dựng lại thiên giới, Thiên vương mới, thần tướng mới, kim cang mới, đều dùng danh nghĩa ám ảnh để ra đời. Thiên dị tinh, địa sát tinh, địa cuồng tinh, nào có lý này, ám hồn vậy mà lại có thể ngang xuất hiện trên thiên giới. Côn Sa Môn Thiên, ám hồn gây nguy hại thiên giới, sao chúng ta có thể khoanh tay đứng nhìn? Quảng Mục Thiên Vương, ông sai rồi, chúng ta không hề cùng đường. Ngay cả ngươi cũng sa đoạn. Ám hồn quá khứ luôn là nỗi căm thù đến tận xương tủy của thiên giới. Nhưng thời đại thay đổi rồi. Thiên thần cũng có thể có một diện mạo hoàn toàn mới. Ta sẽ dùng danh nghĩa ám ảnh thiên đế, sẽ sáng tạo ra một thiên giới thịnh thế mới. Hóa ra Tôn Ngộ Không nói đúng, Đế Thích Thiên thực sự là ám hồn. Làm sao đây, chư vị thiên tướng? Không cần phải thấy mờ mịt hay nghi hoặc. Ta sẽ dẫn dắt các vị đến với một thiên giới vĩ đại hơn. Đế Thích Thiên vẫn luôn là thủ lĩnh chúng ta theo. Cẩn thận. Sát Tâm, ngươi vẫn có thể tiếp tục dốc sức vì ta như trước. Sát Tâm đại thần, xin hãy cùng ta dốc sức vì ám ảnh thiên. Giới ta thực sự rất thích Sát Tâm đại thần. Chỉ cần ngài trở thành ám ảnh là ta có thể luôn ở bên cạnh ngài. Chúng ta có thể vĩnh viễn ở bên nhau. Cầu xin ngài đừng phản kháng. Hãy sa đọa cùng với ta đi. Bằng hữu của ta, Như Lai, từng có một thời gian ta từng hoài nghi hắn. Tên phản đồ của thiên giới đó, hắn thích nhất là nói chức trách của thiên giới chính là bảo vệ chính đạo của thế gian. Chính đạo chính là một loại giá trị sẽ không tùy tiện biến đổi theo thời đại. Cho dù có lúc mây đen che mất ánh mặt trời, nhưng những thứ màu đen sẽ không biến thành màu trắng. Đây chính là giá trị và tín niệm bất biến trong lòng mỗi một thiên thần. Ám hồn không có cái phẩm chất này. Nói đúng lắm, không sai. Nói hay lắm Sát Tâm, tiểu tử ngươi đã nói ra tiếng lòng của ta. Đáng tiếc, phản đồ chống lại ta, kết cục chính là bị diệt trừ. Cuối cùng cũng có thể bắt đầu ăn rồi. Các tướng sĩ thiên quân thề chết bảo vệ chính đạo thế gian, bảo vệ chính đạo thế gian, trở thành vật hiến tế của ám ảnh đi. Ta phải giết sạch tất cả thiên thần. Ám ảnh bọn ta cuối cùng cũng có thể danh chính ngôn thuận mà trưởng quản thiên giới rồi. Quảng Mục Thiên Vương, ta sẽ thay thế ngươi, trở thành thiên vương mới. Đại quan ám ảnh này, điều đến mức chúng ta giết không kịp. Ám ảnh người đông thế mạnh, thế cục hiện giờ cực kỳ bất lợi với chúng ta. Đến đi, ám ảnh. Tư thế của các người đã qua, đừng giãy dụa vô ích nữa. Sát tâm, lần này ta sẽ thẳng tay giết chết ngươi. Thủ hạ bại tướng có tư cách gì mà nói chuyện? Sát tâm, ngươi đừng có xem thường ám ảnh hộ pháp mà ta đã chọn. Hắn có sức mạnh mà ngươi không thể tưởng tượng nổi đó. Thiên canh tinh. Sát tâm, hôm nay ta sẽ băm vào ngươi thành ngàn mảnh. Sau đó, thay thế ngươi trở thành hộ pháp mới của thiên giới. Đừng có mơ. Đây là Kim Cô Bục. Xem ra, ta đã đánh giá thấp ngươi rồi. Ta là Tề Thiên Đại Thánh. Tây Hành Kỷ phần 4 tập 10 thuyết minh tiếng Việt. Chúc các bạn xem phim vui vẻ. Bọn chúng không cướp được Tiểu Vũ thì sẽ không chịu từ bỏ. Đường Tam Tạng, là ta đã xem thường ngươi, nhưng mà lỗi lầm nhỏ thế này sẽ không tái diễn lần nữa. Bọn chúng từ 4 phương 8 hướng chạy hết qua đây rồi. Phàm trần chính là như vậy, khắp nơi đều là sinh linh hạ tiện mà bẩn thỉu, chứa chấp đầy việc xấu xa. Nếu như phàm trần đã không thích hợp với rồng vậy thì mau cút đi đi, âm ĩ. Chúng sinh ngu muội, khiêu chiến với rồng thật là sai lầm lớn nhất của các ngươi. Ta sẽ dùng Mộc Dục Thiên Lôi rửa sạch phàm trần. Xúc in hạ tiện của phàm trần, hóa thảm cho bụi đi. Người thực sự chọc giận lão chư rồi. Bát Giới, Chủ Vững. Ngạo Tuyết, đừng xem thường ta. Không cử động được. Toàn bộ đều là sơ hở. Cút đi. Hay lắm. Đánh đẹp lắm. Thành công đánh ngã hắn rồi nhỉ. Ta đã dùng hết sức lực. Ta làm tốt chứ. Cẩn thận. Ngạo Tuyết, thân thể của ta đau. Đau quá. Đứa trẻ đáng thương. Đây chính là kết cục của kẻ phản bội lại ta. Hắn bị thương quá nặng. Ta có phải rồng bất diệt hộ. Thể cá ngươi căn bản không thể đả thương được ta. Đáng ghét. Ta sẽ khiến các ngươi chết trong tuyệt vọng. Đặc biệt là ngươi, Ngạo Tuyết. Cái gì? Không thể nào. Xem ra ta đã đánh giá ngươi quá thấp. Tay hèn kỹ mọn. Ám hồn các ngươi đã lộ diện hết rồi. Tôn Ngộ Không, nhất cử nhất động của các người đều nằm trong lòng bàn tay của Tôn Ngộ Không ta. Đừng có tự tương bốc mình quá. Nhưng mà ngươi quả thật có công lao lớn. Ngoại trừ chuyện làm loạn phòng của ta ra. Tôn Ngộ Không, thanh kiếm này hiện giờ hắc bạch của thiên giới đã phân rõ, ngược lại dễ xử lý hơn nhiều rồi. Thế thì đã sao? Ám ảnh đã phủ khắp thiên giới. Lên cho ta, xông lên. Giết. Trận đấu giữa sát tâm và ám hồn, ta nhất định phải đánh đến cùng. Vì sư phụ, vì Như Lai, vì tất cả những tính mạng vô tội đã hy sinh trong tay ám hồn. Cho nên, nhất định phải tiêu diệt ám hồn. Đợi sau khi xử lý xong chuyện thiên giới rồi lập tức đi tìm sư phụ. Nhưng ta vừa mới đi dạo một vòng ở thiên giới, nhưng không tìm thấy hình bóng của Tố Y. Cô ấy để ở trốn rồi sao? Tố Y, Như Lai không nói với ngươi sao? Này, muốn nói gì vậy? Tố Y đã chết rồi. Lý do mãi chưa điều tra rõ. Lúc đấy người còn đang trên đường tìm Lửa Vĩnh Hằng. Nói đi, cái chết của Tố Y là sao? Như Lai Đại Thần bảo ta truyền những lời này lại cho ngươi. Di La Cung của Đế Thích Thiên đột nhiên lan truyền tin Tố Y công chúa qua đời. Không may là Tố Y mới qua đời vì bệnh. Ta lo lắng tin Tố Y qua đời sẽ khiến ngươi mất kiểm soát, nên muốn đợi khi ngươi lấy lửa về rồi mới nói. Ngộ Không, ta hy vọng chuyện cuối cùng mà ngươi làm, có thể tức giận, có thể chút giận, nhưng đừng quên mất chính nghĩa trong lòng. Tố Y, Chi Quốc Thiên lão sư, Còn nhớ ta chứ? Phim được thuyết minh bởi website hh3d2.com. Đệ tử giờ đây sẽ hoàn trả gấp mấy lần. Người sẽ chết trong tay ta. Ám sát Đao Vũ. Địa sát tinh. Chẳng qua cũng chỉ có thế thôi. Chứng khí tham vọng. Toi rồi. Tố Y. Đế Thích Thiên. Đế Thích Thiên, Tố Y đã chết như thế nào? Tố Y là một đứa trẻ xui xẻo. Thân làm cha nó, ta cũng rất tức. Vốn có thể bình an vô sự nhưng lại làm hỏng huyết tế của ta. Không còn được uống máu tươi thuần khiết của nó nữa. Muốn khiêu chiến Đế Thích Thiên, phải vượt qua ta trước. Cuối cùng cũng có đối thủ khiến Côn Sa Môn Thiên có ý chiến đấu rồi. Ai chặn đường thì kẻ đó phải nộp mạng. Chính là thế đấy. Ma không pháp ấn. Đối phó với mãnh thú thì phải khiến bài mòn ý chí chiến đấu của nó. Áp lực nặng nề này, càng chống chọi lại áp lực thì sẽ trở nên càng mạnh mẽ hơn. Khắc phục đi. Kiểm soát cơn nóng giận. Tập trung sức mạnh của đại viêm hồn vào một điểm. Đến đây đi. Bây giờ đến lượt ta rồi. Thêm lần nữa. Thêm lần nữa. Thêm lần nữa. Ai chặn đường ta sẽ chết. không được dây dưa ở đây nữa. Đế Thích Thiên